Đây là những hình ảnh vẫn thường được Tâm Việt gửi về cho phụ huynh hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Còn đây là hình ảnh phụ huynh không thể thấy. Góc này, góc kia, học sinh bị bỏ bơ vơ, không một ai quan tâm. Em không mặc áo, em không mặc quần, thậm chí có em đứng ra ngoài hiên nắng ngay trong giờ học. Tâm Việt có 4 phòng học, mỗi phòng khoảng hơn 10 học sinh, nhưng chỉ có từ 1 đến 2 giáo viên đứng lớp. Lẽ tất nhiên, chỉ một vài em thường xuyên được các thầy cô quan tâm. Không chỉ bị bỏ rơi, nhiều học sinh còn phải chịu những điều nặng nề hơn thế. Những người thầy không mặc áo, lớn tiếng quát mắng, nạt nộ học trò. Nữ giáo viên này thẳng tay ném quả bóng tennis, một trong những dụng cụ giúp học sinh trở thành kỷ lục gia về phía các em. Không chịu ăn, cô bé bị nhân viên của trung tâm này vụt liên tiếp vào tay. Ở Tâm Việt, những học sinh giỏi hơn sẽ được giao nhiệm vụ dạy lại cho các em khác. Và hệ quả là đây. Và cũng được giao luôn nhiệm vụ vệ sinh cá nhân cho các bạn trong lớp. Nhà vệ sinh nằm ngay trong phòng học, bốc mùi hôi hám do không thường xuyên được dọn dẹp. Và cửa thì vẫn mở, ngay cả khi có em đi vệ sinh trong giờ tập. Không phân chia giới tính, độ tuổi trong từng phòng tập, nên mới có chuyện học sinh nam nghịch cùng nhạy cảm ngay bên cạnh những cô bé mới chỉ 6-7 tuổi như thế này. Thu học phí với mức giá trên trời. Chửi bới, thậm chí là đánh đập trẻ tự kỷ. Không cần phải biết, chỉ cần tâm huyết. Những góc khuất nào sẽ tiếp tục được hé lộ phía sau trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ thì kỷ lục gia Tâm Việt. Đón xem kỳ tiếp theo của loạt bài điều tra báo Vietnamnet.